Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có nhiều thông tin đáng chú ý sau. Đà Tẻ khởi sắc từ nông thôn mới. 692 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên 50 tỷ đồng. Tập trung ôn tập nước rút cho kỳ thi trung học phổ thông. CPTPP đã tác động tích cực tới ngành dệt may. Sức dân trên những tuyến đường giao thông. Đà Lạt bắt đối tượng chống người thi hành công vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019. Tham dự hội nghị có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh. Năm 2010, Đà Tẻ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn của một huyện có điều kiện khí hậu phức tạp, đất đai manh mún, năm xã thuộc diện khó khăn, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,3 tiêu chí. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiêu chí về giao thông, thủy lợi đạt kết quả cao. Toàn huyện đã bê tông hóa, cứng hóa hơn 277 km đường giao thông nông thôn, đạt 81,2%. Trong giai đoạn 2010-2019, đã đầu tư và đưa vào sử dụng một số công trình thủy lợi quan trọng với 8 hồ chứa nước thủy lợi, gần 230 km chiều dài kênh thủy lợi, đáp ứng nhiệm vụ tưới, tiêu cho hơn 9.800 hectare gieo trồng. Hệ thống điện giao thông nông thôn được đầu tư nâng tỷ lệ hồi dùng điện năm 2010 từ 83% đến năm 2019 đạt 99,5%. Hiện nay, huyện đã có 600 hectare lúa công nghệ cao, 3.500 hectare cao su, 1.200 hectare cây ăn quả và nhiều nông sản địa phương được cấp giấy chứng nhận Global Gap, Việt Gap. Đà Tẻ luôn chú trọng sản xuất gắn với tiêu thụ, với 36 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của huyện chưa đến 11 triệu đồng, thì đến tháng 5 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 21,4%, và đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn chưa đầy 3,5%. Bên cạnh đó, các tiêu chí về văn hóa, giáo dục được chú trọng thực hiện. Huyện có 23 trên 38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 70%. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được hoàn thiện đồng bộ. Trong cái đợt mà tiền để xây dựng nông thôn mới thì xã Đà Lấy chúng tôi cũng là đã cố gắng cùng với người dân thực hiện được những cái chương trình như là xây đường bê tông gần khoảng 4 km là đường bê tông vào các ngõ xóm, rồi là hàng rào cây xanh cũng được phát triển. Tất nhiên là về cái mặt kinh tế thì tổ chức được phát triển mạnh, nhưng mà về hình thức như là xây nhà khang trang, rồi đường làng ngõ xóm sạch đẹp, như là các công trình mà đường điện thắp sáng đồng quê thì cũng rất là tốt. Thì đó là một ảnh hưởng rất lớn. Từng bước để thay ra chuyển đổi một số cây trồng như ở đây có bưởi da xanh, rồi là cây dâu, là một cây nổi trong những cây chủ lực của cái đất Đà Lấy này. Trong 10 năm, Đà Tẻ huy động được hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng, vốn vay tín dụng gần 1.700 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức gần 42 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp hơn 112 tỷ đồng và vốn huy động từ nguồn khác là 230 tỷ đồng. Với những nỗ lực trên, đến nay, Đà Tẻ đã vươn lên trở thành huyện thứ ba trong toàn tỉnh và là huyện đầu tiên trong cụm 3 huyện phía Nam Lâm Đồng có 100% số xã về đích nông thôn mới. Đà Tẻ đang đặt ra mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Và đến năm 2020, có 3 trên 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó có một xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí môi trường. Đến năm 2025, có 10 trên 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 5 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí, môi trường, an ninh trật tự, giáo dục, hành chính công, sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của Đà Tẻ, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ mà địa phương cần thực hiện. Đề nghị công chí là xác định xây dựng nông thôn mới là cái nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục. Do đó các công chí đang hôm nay hoàn thành 10 xã đạt cái tiêu chí,
nhưng cấp huyện cũng đặt ra những tiêu chí cơ bản yêu cầu khắt khe và cao hơn. Do đó đề nghị các đồng chí nghiêm túc bám vào các tiêu chí theo quyết định 1980 và quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ để đồng chí phấn đấu hoàn thành năm 2019 là hoàn thành huyện nông thôn mới, huyện kinh tế. Vấn đề thứ hai đề nghị các đồng chí là tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mọi người dân thấy được đây là nhiệm vụ của cộng đồng, của tất cả người dân, nhà nước định hướng và tất cả mọi quyền lợi được người dân, và đề nghị thực hiện tham gia cái việc mà các cái giải pháp đóng góp, trong đó quan điểm chỉ đạo chung của ban lãnh đạo nông thôn mới của tỉnh là không huy động sức dân quá mức. Do đề nghị các đồng chí chỉ đạo tập trung và huy động các nguồn lực, nếu các doanh nghiệp trên địa bàn có thể tham gia thì các đồng chí huy động thêm để góp phần nâng cao tỷ trọng hơn để chúng ta đạt được. Vấn đề thứ ba thì đề nghị các đồng chí tiếp tục cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó cái việc tỷ trọng chăn nuôi về cái đàn heo các đồng chí phát triển rất là tốt, chú trọng trong cái việc mà cái phòng trừ bệnh, tiếp tục chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng, cháu quan tâm đến vấn đề tổ chức sản xuất và cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc để tổ chức tốt hơn. Vấn đề thứ tư thì đề nghị các đồng chí là toàn bộ cái việc cái nông thôn mới là phải vào cuộc của hệ thống chính trị, các đồng chí cần tổ chức vận động các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ đã làm nòng cốt trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp tổng kết công tác 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Đạ Tẻ còn triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm nông thôn mới với sự tham gia của 11 gian hàng đến từ 10 xã, 1 thị trấn trong toàn huyện. Các sản phẩm được trưng bày lần này chủ yếu là các nông sản do các địa phương trong huyện sản xuất như nếp quýt, tơ tằm, bánh các loại, sầu riêng và một số trái cây khác. Các đại biểu tham quan triển lãm đều đánh giá cao sự phong phú và chất lượng các sản phẩm của Đạ Tẻ, xem đây là thành quả nổi bật trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ khen thưởng 11 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Đạ Tẻ. Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đem lại sự đổi thay toàn diện đời sống nhân dân. Tại huyện Đạ Tẻ, một huyện vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Địa phương xây dựng nông thôn mới từ một xuất phát điểm thấp, đòi hỏi sự nỗ lực cấp nhiều lần của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Và sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đạ Tẻ đã là huyện thứ 3 trong toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới với những khởi sắc trên từng thôn bản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về quá trình 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Mục đích lớn nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân bằng cách nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống. Điều này đã được thể hiện rõ trên những diện tích chuyên canh hàng hóa tập trung tại huyện Đạ Tẻ. Hiện nay huyện đã có 600 hectare lúa công nghệ cao, 3.500 hectare cao su, 1.200 hectare cây ăn quả và nhiều nông sản địa phương được cấp giấy chứng nhận LoboGAP VietGAP. Sản xuất hàng hóa tập trung bằng những loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường đã mang lại nguồn thu nhập cao ổn định cho nhiều nông hộ, trong đó nhiều sản phẩm được bao tiêu đầu ra. Cây sầu riêng thì nếu mà mình trồng thì hiệu quả rất cao, phải nói là tương đối cao so với tất cả các loại cây. Ví dụ như là của mình đây là có 3 sào thôi, nhưng mà năm ngoái mình thu vào khoảng 470 triệu, nó gần 10 tấn. Thì nếu mà 1 hectare của nó thì nếu mà làm đạt năng suất phải 30 tấn. Năm 2010, Đạ Tẻ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn của một huyện có điều kiện khí hậu phức tạp, đất đai manh mún, 5 xã thuộc diện khó khăn. Bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,3 tiêu chí. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến năm 2015, huyện có 3 xã là An Nhơn, Đạ Kho, Hà Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến nay đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 4 xã An Nhơn, Hà Đông, Đạ Kho, Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bê tông hóa, cứng hóa hơn 277 km đường giao thông, đạt 81,2%. Nếu năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của huyện chưa đến 11 triệu đồng, thì đến tháng 5 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng. Niềm vui nông thôn mới hiện rõ trên từng gương mặt của người dân nông thôn Đạ Tẻ với một sự đồng lòng quyết tâm cao. Đây chính là cơ sở để Đạ Tẻ đạt được những thành tựu đáng kể. Đến bây giờ mà về đích nông thôn mới thì cái bản thân chúng tôi thì phải nói là rất là tự hào.
thì nhìn lại cái bộ mặt của xã nói chung và của các thôn nói riêng ấy, thì phải nói là cơ bản là hoàn thành, nhất là về cái đường giao thông nông thôn, rồi về cái cơ sở hạ tầng, rồi về cái mặt kinh tế thì phải nói là từng bước được nâng lên rất là rõ rệt, thì cũng là góp phần để xây dựng cho cái xã chúng ta để về đích cái nông thôn mới, cũng như là góp phần chung cho toàn huyện để về đích nông thôn mới trong năm 2019. Người tạo ra một cái sự đồng thuận trong nhân dân, và tôi cho rằng là đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Không có dân thì không làm được cái gì cả đâu. Nếu dân không đồng thuận, dân không hiểu chủ trương thì chắc chắn là dân không thực hiện. Mà dân không thực hiện, không đồng thuận thì mình dù có nói đến bao nhiêu, có giỏi đến bao nhiêu cũng không làm được. Cho nên là sức mạnh của người dân là có tính chất quyết định. Xây dựng nông thôn mới mà dân không có thực lực thì cũng không làm được. Những cái mà phải là phục vụ cho cái đời sống nhân dân, phục vụ cho cái việc sản xuất đấy, để mang lại cái hiệu quả, mang lại cái thu nhập, đó chính là cái điều kiện đủ. Mà khi người dân có thực lực, có của ăn của để thì người ta mới bỏ ra để mà xây dựng những cái công trình công cộng được. Chứ nói gì thì nói, chứ họ không có thì chịu. Dù mình kêu gọi, dù họ có biết, dù họ có tâm huyết đến mấy mà không có gì trong tay thì họ cũng không thể làm gì được. Không chỉ phát triển về kinh tế, nông thôn mới ở Đà Tẻ đã nâng cao cả về đời sống lẫn tinh thần của người dân nông thôn với việc đảm bảo an ninh chính trị, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, các quy định về tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới chính là cơ sở để cả xã hội vào cuộc chung tay chăm lo cho công tác trồng người, đào tạo nhân lực. Trong 10 năm, Đà Tẻ huy động được hơn 3.000 tỷ đồng tổng lực xây dựng nông thôn mới. Là một huyện vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp, nhưng bằng cách làm sáng tạo, lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của dân lên hàng đầu, Đà Tẻ đã vươn lên trở thành huyện thứ 3 trong toàn tỉnh và là huyện đầu tiên trong cụm 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng có 100% số xã về đích nông thôn mới. Nhưng huyện không bằng lòng với những gì đã có, luôn quyết tâm đạt tới những mục đích cao hơn bằng tất cả sự nỗ lực của mình, cộng thêm sự giúp sức của các cấp, các ngành, cấp trên. Mình cũng không cho phép là thỏa mãn với những cái kết quả đấy, mà từ chỗ đó thì đặt cho mình một cái nhiệm vụ là phải nỗ lực nhiều hơn. Một vài năm sau nó phải là có những cái sự phát triển vượt xa hơn so với hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái mà tôi vẫn luôn luôn băn khoăn và lo lắng nhất đó là cái giao thông. Bởi vì giao thông luôn luôn xác định là cái huyết mạch trong cái phát triển sản xuất cũng như là vấn đề đời sống của nhân dân. Chính vì vậy cho nên mà cái quan tâm đến cái phát triển hạ tầng giao thông là cái điều mà huyện trăn trở nhất. Với cái sự nỗ lực cố gắng của nhân dân thì tỉnh cũng nên có những cái quan tâm để mà hỗ trợ thêm. Và khi mà được những cái tác động như vậy của tỉnh thì tôi nghĩ rằng là người dân sẽ tiếp tục có những cái niềm tin mới hơn, rồi sự tin tưởng nhiều hơn, rồi phấn khởi hơn, thì chắc chắn người ta sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng nói chung và Đà Tẻ nói riêng, thành công lớn nhất là những biến chuyển về nhận thức và nâng cao mức sống người dân. Nhiều địa phương đã chủ động coi xây dựng nông thôn mới là cơ hội bứt phá toàn diện trong nông thôn. Người dân nhiều nơi đã cảm nhận nông thôn mới như một chiến dịch để tạo lập những chuyển biến tốt đẹp trên quê hương mình. Và Đà Tẻ đã làm nên cuộc bứt phá bằng một chiến dịch rộng khắp trong toàn dân như vậy, nhằm hướng tới mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019. Trên 11.000 học sinh tỉnh Lâm Đồng bước vào chặng ôn tập nước rút để đối đầu với kỳ thi quan trọng đánh dấu 12 năm học tập rèn luyện, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. 1.700.000.000 đồng là số tiền Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư cho 45 doanh nghiệp thực hiện chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa năm 2019. Nằm trong chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đầu tư kinh phí trên 1,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, ISO 22000, HACCP hoặc các công cụ cải tiến 5S, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ organic với mức hỗ trợ từ 40 đến 60 triệu đồng.
Qua đó sẽ có 45 doanh nghiệp được chương trình nâng cao năng suất chất lượng hỗ trợ kinh phí để áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa, tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong năm nay. Chuyển sang thông tin khác. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thì vẫn còn một số đơn vị có số tiền nợ lớn kéo dài. Cụ thể, tính đến hết tháng 4 2019, tổng số các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh là 692 đơn vị, với tổng số tiền nợ là 50,3 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị đang quản lý số nợ cao như Bảo hiểm xã hội thành phố Bảo Lộc quản lý trên 12 tỷ, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Lạt quản lý hơn 5,8 tỷ và Bảo hiểm xã hội huyện Đức Trọng quản lý gần 3,7 tỷ. Tình trạng nợ đồng bảo hiểm đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của trên 15.000 người lao động trong tỉnh. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các ngành thanh tra, liên đoàn lao động, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Công an kiểm tra để đôn đốc nhắc nhở và có những biện pháp xử lý các đơn vị kịp thời. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề nghị các cấp có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý bằng các biện pháp hành chính xử phạt theo luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế của đơn vị còn nợ. Vào thời điểm này, các học sinh từ mầm non đến lớp 11 đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè thoải mái. Thế nhưng đối với học sinh lớp 12 lại là khoảng thời gian gấp rút và bận rộn nhất cho việc ôn tập để bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu 12 năm học tập rèn luyện. Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 19 sẽ diễn ra. Hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đang tập trung ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài thi để các em vững tin bước vào kỳ thi một cách tốt nhất. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại một số trường trung học phổ thông ở thành phố Đà Lạt. Tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, trong thời gian của học kỳ 2, nhưng các buổi học trên lớp vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, trường đang tập trung hệ thống toàn bộ kiến thức, giải một số mã đề thi để học sinh làm quen. Năm 2019, trường có 455 em tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Trong số này chỉ có khoảng 10 học sinh thi để xét tốt nghiệp 12. Số còn lại thi để xét đại học cao đẳng. Chủ yếu các em nghiêng về chọn tổ hợp thi khoa học xã hội với môn địa lý, lịch sử và giáo dục công dân. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều thay đổi. Nội dung thi chỉ tập trung trong chương trình lớp 12 thay vì cả lớp 11 như năm 2018, hay bao gồm cả lớp 10, 11 và 12 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo trước đó. Ngoài ra, việc quy định điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tính theo tỷ lệ 70% điểm trung bình thi tốt nghiệp và 30% điểm trung bình cả năm học lớp 12 thay vì tỷ lệ 50-50 như mọi năm, nên kết quả kỳ thi rất quan trọng. Do chủ động ngay từ đầu năm học, nên Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Phú Đà Lạt đã lên kế hoạch, phân rõ lộ trình nên giáo viên và học sinh cũng không quá nặng nề, tạo áp lực bởi kỳ thi. Các buổi sáng là em sẽ học ôn thi ở trường, còn buổi chiều là em dành thời gian tự học ở nhà. Và bên cạnh đó thì ở trong lớp cũng chia thành các cái nhóm nhỏ để có thể là học nhóm chung để trao đổi với nhau và nhắc nhở nhau học tập. Cho nên là cái thời gian phân bổ cũng như là cái thời gian nghỉ ngơi khá là hợp lý. Điểm xét tốt nghiệp cũng như là đại học năm nay sẽ lấy là 70% là bài thi tốt nghiệp. So với năm ngoái thì nó cao hơn, cho nên là tụi em cũng khá là lo. Cái điểm mà tụi em trong cả năm học 12 thì nó chỉ lấy 30% thôi, cho nên là cái áp lực của tụi em nó lớn hơn. Thì đến thời điểm này thì các thầy cô cũng như học sinh cũng tương đối là đã quen với cái nền nếp học tập của nhà trường từ trước giờ rồi. Thành ra là chúng tôi cũng cố gắng là sắp xếp thời gian, phân bổ kế hoạch để cho các em cũng có một cái tâm lý học thoải mái chứ không cũng không đến nỗi là quá căng. Bởi vì ngoài cái việc học thì cũng cần quan tâm đến cái sức khỏe cho các em để đảm bảo việc học cho nó tốt. Thành ra là cái việc sắp xếp thời khóa biểu tương đối hợp lý để cho thầy và trò cùng có những cái thời gian học tập sao cho hiệu quả. Năm nay thì Bộ Giáo dục cũng khẳng định là sẽ bám sát với đề thi minh họa, nhưng chúng tôi cũng vẫn là không dám chủ quan, vẫn phải ôn theo sự hướng dẫn của lãnh đạo sở, của tham khảo thêm với phần đề thi minh họa của Bộ. Và từ đó đề ra, mỗi tổ đều có một cái kế hoạch chi tiết để ra những cái chuyên đề ôn tập cho học sinh sát với thực tế. Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Đà Lạt năm nay có 476 học sinh dự thi. Đa số nguyện vọng của các em là xét tốt nghiệp và đại học cao đẳng. Cũng như các trường khác, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cũng chủ động trong việc lên kế hoạch học và ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm, nên tâm trạng học sinh cũng như giáo viên khá thoải mái. Theo kết quả cuối năm, chất lượng học tập của học sinh lớp 12 khá tốt, nên đây cũng là động lực để các em bước vào kỳ thi Trung học phổ thông với tâm lý chủ động hơn. Khá là lắng cho kỳ thi sắp tới, bởi vì là còn nhiều cái kiến thức mà em chưa được nắm rõ về
dạng như là những cái câu hỏi vận dụng cao. Em sẽ cố gắng nhiều hơn ngoài việc đi học tại trường, thì về nhà em tìm hiểu thêm các tư liệu ở trên mạng, các đề thi của các năm vừa rồi để rút thêm được kinh nghiệm trong những đề thi. Thì giáo viên chúng tôi là phải thứ nhất đó là chuẩn bị những cái đề cương chi tiết nhất và cụ thể nhất, cũng như là cập nhật những cái kiến thức mới cho các em. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng bám thêm vào cái đề thi minh họa của bộ hàng năm để xem thử nó có những cái gì nó mới, đổi mới về kiến thức, đổi mới về cách ra đề để chúng tôi cập nhật hơn, để các em tiếp cận được những cái vấn đề mới. Và ngoài ra bản thân chúng tôi cũng phải theo dõi thêm nhiều những cái kênh thông tin để bắt kịp nhịp được những cái cách đổi mới trong cái phương pháp ra đề, kiểm tra đánh giá, để làm sao mang đến cho các em những cái kiến thức mới nhất, tốt nhất. Năm nay, Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân Đà Lạt được chọn là địa điểm để chấm thi các bài tự luận môn toán và ngữ văn, nên trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất để công tác chấm thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Và cho đến giờ phút này, thì cái công tác ôn tập vẫn thực hiện tốt theo cái kế hoạch mà nhà trường đã đề ra. Cụ thể thì tất cả các môn thi, toán, văn, anh, những môn chung, cũng như hai cái tổ hợp tự nhiên, tổ hợp xã hội, thì nhà trường đang tiến hành một cách nghiêm túc, và cái tinh thần thái độ học tập các em năm nay ấy, thì cũng tốt hơn. Còn cho đến bây giờ thì cái sĩ số rồi cái tinh thần học tập cũng tương đối đảm bảo. Khi mà tổng kết năm học ấy thì phần lớn là các em đạt cái mức khá và giỏi, khá giỏi, và nó chiếm khoảng hơn 300 em là khá giỏi trên 476 học sinh. Thì với cái tinh thần như thế thì nhà trường cũng hy vọng, cũng làm hết sức mình bám sát cái kế hoạch để có cái kết quả nó tốt nhất. Còn khoảng một tháng nữa, gần 14.000 học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 ở 38 điểm trường. Năm nay, tỉnh Lâm Đồng có trên 11.000 học sinh dự thi để xét tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, trung cấp, chiếm tỷ lệ 81%. Trên 2.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp và 559 thí sinh dự thi chỉ để xét đại học cao đẳng. Có thể nói đây là chặng nước rút, nên các trường đều ráo riết tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho học sinh ở 6 môn thi tốt nghiệp, trong đó gồm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Giờ đây các em đã sẵn sàng đối đầu với một kỳ thi quan trọng, đánh dấu 12 năm học tập rèn luyện. Kỳ thi được xem như tấm vé thông hành để các em tiếp tục tiến xa hơn đến ngưỡng cửa của các trường đại học cao đẳng, hay tìm cho mình một nghề học phù hợp. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sau 2 ngày thi đấu, giải cầu lông truyền thống năm 2019 nhằm chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng công nhân do Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc vào hôm qua 26 tháng 5. Diễn ra trong 2 ngày, từ 25 đến 26 tháng 5, giải thu hút trên 100 vận động viên đến từ 9 đơn vị câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn, tham gia tranh tài ở 3 nội dung của 4 nhóm dưới 18 tuổi, từ 18 đến 39 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và 50 tuổi trở lên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì và 12 giải ba cho các tay vợt đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhì quốc gia trên cúp ASEAN Yo 2019, hôm qua đội tuyển bóng đá Lâm Đồng thi đấu lượt trận đấu thứ tư gặp đội tuyển bóng đá Công an Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ đội tuyển bóng đá Lâm Đồng liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội tuyển Công an Nhân dân. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ bóng đá nam Lâm Đồng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Như vậy, sau 4 vòng đấu, đội tuyển bóng đá Lâm Đồng đã có 3 trận thắng trước trẻ FB Đà Nẵng, Fishan Khánh Hòa, Công an Nhân dân và một trận hòa trước đội tuyển Kon Tum. Qua đó giành được 10 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng A. Được biết, giải bóng đá hạng nhì quốc gia tranh cúp ASEAN Yo 2019 quy tụ 14 đội bóng trên toàn quốc, được chia thành hai bảng. Trong đó Lâm Đồng nằm ở bảng A cùng với các đội trẻ B Đà Nẵng, Fishan Khánh Hòa, Công an Nhân dân, trẻ Hà Nội, Kon Tum và Nam Định. Các đội thi đấu lượt đi và về để chọn ra hai đội nhất nhì của mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường mới đã ghi nhận có sự tăng trưởng nhất định nhờ CPTPP.
Cùng với sự đầu tư của nhà nước, sức dân đã và đang làm thay đổi diện mạo của nông thôn. Việt Nam nhập siêu 1,8 tỷ đô la trong nửa đầu tháng 5 là số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố trong tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đây là mức nhập siêu cao nhất của Việt Nam kể từ đầu năm đến nay. Tính đến giữa tháng 5, lũy kế nhập siêu lên đến trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 5, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 9,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu lên tới trên 11,5 tỷ đô la Mỹ. So với nửa cuối tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu giảm 9,5%, trong khi nhập khẩu tăng hơn 10%, khiến mức nhập siêu tăng đột biến. Theo Bộ Công Thương, chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày thông tư hướng dẫn về CPTPP của Bộ có hiệu lực, đã có trên 400 bộ CO được cấp cho hàng xuất khẩu sang thị trường Canada, trong đó phần lớn là hàng dệt may. Đồng thời, hiện nay mặt hàng này cũng đang được tận dụng rất tốt quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu sang Canada để ứng ưu đãi thuế từ CPTPP. Theo Hội Dệt may Theodan, CPTPP đã có tác động nhất định đến ngành dệt may, đặc biệt là các thị trường mới như Canada, Úc. Xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường này cũng đã ghi nhận có sự tăng trưởng nhất định. Cùng với CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu thực thi sẽ giúp ngành dệt may duy trì được tốc độ tăng trưởng kim ngạch từ 3 tỷ đến 3,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, để được hưởng những lợi ích từ hiệp định này, khó khăn mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải vượt qua cũng không nhỏ, nhất là yêu cầu xuất xứ từ sợi trở đi, nghĩa là từ công đoạn kéo sợi, dệt, nhuộm vải đều phải được thực hiện trong khu vực CPTPP. Việt Nam hiện đang phải nhập khẩu hơn 60% nguyên phụ liệu ngoài khu vực CPTPP. Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết sau 30 năm tái lập tỉnh, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi tăng gấp 150 lần. Các mặt hàng khá phong phú và được xuất khẩu thị trường đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu như năm 1990, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 800.000 đô la Mỹ, thì đến năm 2018 đạt 591 triệu đô la Mỹ. Tăng gấp 150 lần. Bình quân tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 1991-2000 là 25,8% một năm. Giai đoạn 2001-2010 là 41,7% một năm. Và giai đoạn 2011-2018 là 10% một năm. Đạt được kết quả này là nhờ Quảng Ngãi thực hiện tốt chính sách đổi mới và hội nhập kinh tế với thế giới, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với các mặt hàng như sản phẩm cơ khí, sản phẩm lọc hóa dầu, tinh bột mì, dầm gỗ nguyên liệu giấy, may mặc, thủy sản chế biến, linh kiện điện tử, đồ gỗ, thực phẩm chế biến, bọc ghế nệm, bông các loại, giày dép. Các sản phẩm xuất khẩu đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Đan Mạch, UAE, Ả Rập Xê Út và các quốc gia trong ASEAN. Nhằm xây dựng đô thị theo hướng hiện đại văn minh, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, chính quyền thị trấn Ea Kling, huyện Cư Rút đã và đang huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu năm đến nay nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa khang trang. Bà con tổ dân phố 3 thị trấn Ea Kling, huyện Cư Rút rất phấn khởi khi tuyến đường dài hơn 1 km vừa được bê tông hóa. Đây là con đường được xây dựng từ sự đóng góp của bà con tổ dân phố. Từ nay người dân và con em đi học thuận lợi hơn. Không những vậy, bộ mặt của tổ dân phố khang trang hiện đại hơn. Sau khi được bê tông hóa, tuyến đường cũng đã được địa phương chọn làm đường hoa của huyện. Ở bên ủy ban họ cũng khuyến khích là được lên sắp sửa lên đô thị loại 4 gì đấy. Thì xuống họp với dân thì cũng khuyến khích dân làm. Chúng tôi cũng khó khăn nó làm đồng chất phát, hơi khó khăn tí nhưng mà giờ được bên ủy ban đề xuất vậy thì cũng đi vay đi mượn, cũng cố gắng làm con đường cho con em đi lại cho nó thật tiện. Để hoàn thành tuyến đường, nhà nước hỗ trợ 100% xi măng, còn lại người dân góp tiền mua cát đá, thuê đơn vị thi công và bà con giám sát. Trong tổ dân phố 38 hộ đóng góp, hộ ít nhất cũng 2 triệu đồng và nhiều nhất cũng gần 60 triệu đồng. Gia đình anh Vũ Duy Quang là hộ đóng góp số tiền nhiều nhất để làm con đường. Anh Quang chia sẻ mặc dù kinh tế gia đình cũng không khá giả, nhưng khi địa phương phát động làm đường thì gia đình và bà con ở đây nhiệt tình hưởng ứng đóng góp tiền ngày công để làm. Có con đường bê tông khang trang sạch đẹp thay thế cho đường đất lầy lội những năm trước, ai nấy rất phấn khởi. Kinh tế là rất khó khăn nhưng mà khi làm được con đường thì rất phấn khởi. Vì là con đường hồi xưa là xin lầy kia làm lên thì nó tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi và con em đi học.
Mặc dù là thị trấn nhưng một số tuyến đường trên địa bàn còn là đường đất, lề lội, đường cấp phối, nhân dân đi lại rất khó khăn. Trong khi đó, những năm qua ngân sách địa phương hạn hẹp nên việc đầu tư rất hạn chế. Chính vì thế khi nhà nước hỗ trợ xi măng, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp tiền ngày công để bê tông hóa những con đường còn lại. Kết quả chỉ trong quý 1, thị trấn đã bê tông hóa được gần 4 km đường giao thông, trong đó huy động sức dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng. Là chỉnh trang lại cái đô thị thì trước hết thì Đảng ủy chính quyền đã tổ chức cái cuộc phát động cái phong trào vận động nhân dân đóng góp hiến đất tài sản trên đất và đóng góp kinh phí cùng với nhà nước để là thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các cái tuyến đường để nâng cấp cái bộ mặt của thị trấn. Thì với cái phương pháp làm, phương châm thì nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bằng xi măng, còn lại phần còn lại toàn bộ là huy động sự đóng góp của nhân dân. Đấy, và cái phương pháp làm đây là chính quyền đã có chủ trương là hỗ trợ về cái mặt kỹ thuật, đấy, về cái mặt kỹ thuật, đấy, về cái xi măng thì không nói, về cái vốn thì hỗ trợ bằng xi măng, còn về cái mặt kỹ thuật, đấy, thì còn lại là nhân dân đóng góp kinh phí rồi là tổ chức từ thi công, từ giám sát. Trên tinh thần đó, trên giai đoạn 2, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nhân dân đóng góp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn, sớm đưa thị trấn Ea Tờ Linh thành đô thị loại 4. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, Công an phường 10 thành phố Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Hôm qua 26 tháng 5, Công an phường 10 thành phố Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng Trường Văn Hải sinh năm 1996, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, vì có hành vi chống người thi hành công vụ. Vào lúc 18h30 phút ngày 26 tháng 5, Hải cùng một nhóm bạn ngồi ăn nhậu tại khu vực quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt và sử dụng loa di động gây mất trật tự công cộng. Tổ công tác liên ngành thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, công viên Dạ Sen và khu vực lân cận của thành phố Đà Lạt, đã yêu cầu nhóm thanh niên tắt loa để giảm bớt tiếng ồn, đưa loa đến phòng bảo vệ, thu quảng trường Lâm Viên để làm việc. Tuy nhiên, Hải và một nam thanh niên đã có hành vi chống đối, không cho lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ. Sau đó, Hải đã đấm một cái vào mặt cán bộ công an phường 10 và cào trên mặt một công an khác. Tổ công tác liên ngành đã khống chế, bắt giữ đối tượng Hải đưa về trụ sở công an phường 10. Hiện đối tượng Trường Văn Hải đã được bàn giao cho công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.